Trưa nay á, nhà em mới sớm thu hoạch nấm bào ngư. Mẹ bằng Lăng có ủng hộ được 2 kg nha. Và bữa ăn chiều nay nhà mình nó toàn là nấm bào ngư thôi. Nấm bào ngư mẹ bằng Lăng sẽ làm 3 món. Mời cả nhà cùng mà nấu ăn với mẹ bằng Lăng nha. Ngon quá. Ngon không? Ngon khó không? Lăng Lăng. Đưa bà Lăng đây. Nấm bào ngư mẹ bằng Lăng sẽ sử dụng cái cây to, mình sẽ lấy cái gốc để mình xắt khúc ra, mình xào xả ớt nha. Rồi cái lá còn lại thì mẹ bằng Lăng sẽ nấu canh, và mình sử dụng những cái cây mà nó 2-3 nhánh á thì mình sẽ chiên giòn nha. Cái cọng của nấm bào ngư á, mình xắt khúc ra rồi á, mình đi xào xả ớt ăn nó ngon ngon và nó dai dai giống như thịt gà cả nhà. Giống như thịt gà xào xả ớt vậy đó. Cái món này ăn rất là hao cơm nha. Rồi đó, mình đã xong được cái cọng rồi đó. Cái cọng này để xào xả ớt, còn đây là cái lá nè. Lát nữa mình sẽ đi nấu canh. Còn đây là cái phần bột chiên giòn, mẹ Bằng Lăng sẽ ngâm nước và cho vào đây thêm một ít mè với một ít hạt nêm. Lát nữa mình sẽ chiên bột nha. Rồi bây giờ mẹ Bằng Lăng sẽ bắt chảo nè. Khi mà dầu nóng lên á thì mình sẽ phi tỏi với xả ớt luôn cho nó thơm. Rồi mẹ Bằng Lăng cho cái phần cộng của nấm bào ngư vào nè. Sau đó mình đảo đều lên và mình nêm một ít gia vị. Cái món này á, dùng cho ăn chay là đúng bài luôn đó cả nhà. Cái nấm này mình xào lên cũng rất là nhanh chín nè. Mình chỉ đảo đều qua đều lại trong khoảng 2-3 phút là đã chín nè. Rồi mình đã xong được cái món thứ nhất rồi, là cái món nấm bào ngư xào xả ớt nè. Mình tiếp tục qua món thứ hai nha. Rồi món thứ hai là cái món nấm bào ngư chiên bột nè. Mẹ Bằng Lăng cho cái dầu hơi ngập ngập chút xíu. Khi mà để dầu sôi lên á thì mình sẽ dùng nấm bào ngư mình nhúng với bột ướt đều thì mình sẽ chiên thôi. Mình chiên cái này cũng nhanh lắm cả nhà. Chút xíu là nó đã chín rồi. Mà có cái phần mè vào á, bây giờ mình chiên đây mình cảm giác rất là thơm nè. Mẹ Bằng Lăng chiên cho nhanh á nên mình để 2-3 cọng như vậy á. Chứ mình để từng cọng á thì ra lâu lắm. Mà mình chiên như vậy ăn thì cũng rất là ngon nè. Và nhìn cũng đẹp mắt nữa. Hôm nay á, ở ngoài đường á là cái xe bánh ống di động cả nhà. Người ta xây bánh ống, người ta đi giờ tối gì vậy đó. Người ta Dũng đi à? Tới đâu, ngon không? Người ta ở tới đó. Ôi là chè. Chưa xong nữa ăn Dũng. Hai em ăn Dũng nha. Ngon không? Ờ, gì chưa xong nữa hai em ăn Dũng gì vậy? Ngon không? Chè. Gì đó hả? Cái này ngon hơn hả? Chè ơi, ăn Dũng kìa. Nóng phủi. Rồi sau khi là nấm bào ngư mình chiên xong rồi nè cả nhà, thì hai thằng con mình nó ăn Dũng á, ăn Dũng ngon lành luôn á. Rồi bây giờ mình đã xong được cái món thứ hai là nấm bào ngư chiên bột nha. Rồi tiếp tục mình sẽ qua món thứ ba, thì mình cũng phi tỏi cho nó thơm lên, rồi mình cho nấm bào ngư vào, mình cho nước vào, mình nêm gia vị. Đó là mình đã được xong được cái tô canh nấm bào ngư rồi đó.
Chiều nay á, gia đình mình ăn ba cái món nấm bào ngư này giống như là chiều nay mình ăn chay cả nhà. Rồi mình cho ra tô nha, rồi mình đã xong rồi đó, mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Giòn. Ngon quá. Ngon ha, giòn khấu rồi. Ngon lên. Tôi mời ăn đây.